Rồi, xin chào tất cả các bạn. Những video trước thì mình đã làm tới cái phần slide hình ảnh này rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm slide hình ảnh tiếp. Các bạn đang cần ở dịch vụ thiết kế website thì các bạn cứ gọi cho mình ở ở số điện thoại phía dưới video ha, hoặc là truy cập website của mình. Mình sẽ báo giá thiết kế website cho. Rồi. Thì hiện tại là cái slide hình ảnh nó mới có một hình ảnh thôi. Giờ mình sẽ tiếp theo là ở những video trước là mình đã tải về một cái banner rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt cái banner đó cho đúng kích thước nó. Rồi các bạn mở cái banner lên. Đây, cái banner này lên. Rồi, việc của mình là mình cắt những cái phần thừa xung quanh. Mình cắt bấm vào cái này. Rồi mình bấm vào cái hình của cái khóa này. Rồi xóa đi. Xóa đi. Xóa đi. Rồi mình bấm vào ảnh, mình bấm trim. Bấm ok. Rồi mình quay lại mình coi thử cái kích thước cái kích thước của cái ảnh này, cái kích thước của ảnh này, bởi vì thường là mình làm hai cái banner nó cùng kích thước đó, là khi nó chạy nó không có bị giật cái website. Thì mình vô Smart Slider, rồi mình không, hoặc là các bạn vào cái Media này, hình ảnh này, rồi các bạn xem cái kích thước ảnh của nó. Cái ảnh của nó là nó cao đó, cái chiều cao của nó đó. Cái chiều chiều rộng là chiều cao đó nha, là 272. Rồi mình cũng thay đổi cái này, mình bấm Ctrl Alt Y 272, ok. Rồi mình bấm lưu lại, share lại, mình lưu lại với cái tên là 32. Rồi bấm lưu. Rồi sau đó mình vào slide ảnh, Smart Slider ha, hoặc là bấm vào Edit này. Cái slide của mình là My Project này. Cái slide dưới là cái slide mà cái plugin này nó tạo ra đó. Nếu các bạn không thích thì các bạn xóa nó đi. Rồi mình sẽ tạo thêm một slide mới, Plan. Rồi sau đó mình đây cái slide mới của nó này, nó cùng có cái tên, nó cùng một cái tên thì tốt nhất là mình nên đặt tên cho nó khác đi ha. Đó, cái này là cái slide 1 này ha, mình sẽ sửa cái tên nó là trở đặt cái tên là slide 1 cho nó dễ nhớ, hay là mình đặt cái tên là banner 1 ha. Đây slide này mình đặt tên là banner 1. Rồi sau đó mình bấm lưu. Lưu. Rồi sau đó mình sửa ra, mình bấm vào Edit Banner 2 này. Rồi mình sửa tên nó luôn. Mình sửa tên nó là Banner 2. Rồi mình bấm lưu. Rồi sau đó mình bấm vào cái hình ảnh. Rồi mình cái phần hình ảnh. Rồi sau đó mình bấm bấm hai lần vào nó. Hai lần vào cái nền xanh đó. Rồi sau đó mình bấm tải lên. Banner 2. Rồi sau đó chọn. Rồi mình bấm lưu. Rồi sau đó mình ra mình copy cái đoạn này mình bỏ ra mình xem website của mình.
đó. Lúc này là website của mình nó có rồi đó, nó chạy rồi đó, nhưng mà nó không có tự động chạy. Thì mình muốn nó tự động chạy thì mình vào cái phần mình quay lại, mình quay lại cái phần My Product nè. Đây nó, đây là những cái cài đặt của cái slide ảnh của mình. Thì các bạn đổi tên của nó là ví dụ như là trang chủ slider này ha, để cho nó phân biệt. Sau này mình tạo ra nhiều slider khác thì mình không có bị nhầm lẫn. Rồi sau đó mình kéo xuống, mình lưu lại, rồi mình bấm size ha. Rồi sau đó mình kéo qua control ha, mình có thể thay đổi được rất là nhiều. Ví dụ mũi tên này, mũi tên điều hướng này, rồi cái phần bullet này, là mấy cái chấm chấm nhỏ ở phía dưới ấy. Stack bar này ha. Rồi thumbnail này, shadow này ha. Rồi mình thử, mình bấm lưu thử. Rồi mình chuyển cái phần mà chuyển động này hay là auto play này, mình bật auto play mình mở lên. Thì hiện tại nó mặc định là cái slide ảnh mình nó 8 giây nó mới chạy. Thì mình sửa nó lại chỉ cần 2 giây thôi. Mình tùy các bạn muốn mấy giây thì các bạn cài đặt mấy giây. Rồi bây giờ mình ra mình xem là nó có tự động chạy chưa. Nó tự động chạy rồi đó. Và vừa rồi mình mở có mở tạo ra một cái dưới này thì nó tạo ra mình ở dưới này luôn ha. Đó, nó chạy rồi đó. Hay là muốn nhanh hơn thì các bạn chọn là 1 giây, nó chạy nhanh hơn. Rồi như vậy là mình vừa mới hướng dẫn các bạn là tạo cái slider ảnh ở trên trên trang chủ rồi. Bây giờ mình muốn là cho nó xuất hiện sản phẩm ở phía dưới này. Sản phẩm ở dưới này thì mình sẽ tạo ra một cái dòng tiêu đề trước ha. Mình muốn xuất hiện dạng ra cái sản phẩm này, mình vào là mình gõ, mình tìm trên mạng là WooCommerce shortcut. Đây. Rồi sau đó mình kéo xuống phía dưới. Đây. Rồi mình thử mình copy cái shortcut này, bởi vì những cái shortcut này nó đã có sẵn rồi. Mình bấm sửa trang. Rồi sau đó mình bỏ cái shortcut này vô. Rồi mình bấm lưu cập nhật. Mình ra mình xem thử nó có xuất hiện hay chưa. Đó, sản phẩm nó xuất hiện ở phía dưới này rồi ha. Sản phẩm nó xuất hiện ở phía dưới này rồi. Giờ mình muốn tạo một cái tiêu đề phía trên mình gọi là sản phẩm, thì mình sửa trang. Rồi sau đó ở cái phần này thì mình bấm xuống dòng, mình bấm enter. Ở phía trên này thì mình chọn, mình bấm vào cái dấu cộng đen này, mình chọn là tiêu đề ha. Mình gọi là tiêu đề là mình gọi là sản phẩm. Ok, mình bấm cập nhật. Rồi mình bấm xem. Đó. Nó có cái chữ sản phẩm ở dưới này rồi. Ha, rồi. Mình cũng nói thêm là làm cách nào để mình thay đổi màu sắc của cái chữ này rồi. Ví dụ như mình muốn cái chữ này nó viết kho hết thì mình bấm vô cái này. Rồi văn bản. Văn bản mình muốn nó là mình muốn nó màu cái màu màu cái nền đó, mình muốn cái màu màu xanh này, rồi mình muốn nó là cái chữ nó màu trắng thì mình cập nhật, mình bấm vô mình cập nhật, mình sửa rồi sau đó mình cập nhật à, mình bấm F5 đó, nó ra cái chữ này rồi đó ha. Nếu mà các bạn thấy nó thô quá, nó cao quá thì các bạn chỉnh sửa, nhưng mà theo mình thì mình hướng dẫn các bạn thì như này được rồi. À, nó có nhiều cái kích thước chữ này. Rồi chữ, rồi mình muốn cái chữ nó mà kìa. Rồi mình chọn nó cái size nó nhỏ hơn này, đó.
Size lớn, size nhỏ đều có hết. Rồi, mình chọn cái thấy cái chữ này nó vừa rồi, mình bấm F5 mình coi thử. Đó, sản phẩm. Xong. Rồi. Rồi ở dưới cái chân trang thì thường là ở những website thì ở dưới chân trang thì nó có thông tin liên hệ. Thì làm cách nào để mình tạo ở dưới chân trang thì mình vào trang. Rồi mình vào widget. Rồi mình cũng tắt cái màu xanh này đi. Rồi mình kéo xuống mình thấy nó có widget này. Ha. Widget này. Rồi mình bấm vô này, mình tạo tiêu đề. Tiêu đề này mình gọi là thông tin liên hệ. Mình gọi là liên hệ. Rồi mình ở dưới này mình gọi là văn bản. Ví dụ thông tin liên hệ là cửa hàng nhá. Cửa hàng là ABC chuyên cung cấp các thiết bị điện tử gì đó ha. Rồi mình bấm mình nếu mà các bạn bấm xuống già bấm enter rồi mình gọi là địa chỉ, rồi 22 gì đó đường số 2 quận 10 chứ nghe, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mình bấm enter rồi mình gọi là điện thoại. Mình gọi là 0966 222 222. Ok, rồi bấm enter mình gọi email. Email là ví dụ a@gmail.com. Rồi enter. Rồi website. Rồi website là một www chấm ví dụ chấm com đó. Rồi mình bấm cập nhật, sau đó mình ra ở ngoài website mình xem thử ha. Xóa cái đoạn này đi, enter đó, nó có website rồi đó. Ha. Rồi. Rồi giờ muốn chèn một cái bản đồ ở đây, bản đồ vị trí của website ở đây thì làm như nào? Thì mình sẽ chèn ở đây. Thì mình vô cái phần, mình quay lại cái phần này. Nó chính là cái widget 2 này ha. Mình bấm mở nó lên rồi mình bấm title, tiêu đề. Rồi mình bấm là bản đồ. Rồi mình bấm vô cái này. Mình vào văn bản. Rồi ví dụ như các bạn ở cái địa chỉ là, ví dụ mình muốn chèn cái vị trí là 117 Lý Chính Thắng, quận 3. Rồi mình bấm Enter. Thì đây là bản đồ của Google. Rồi sau đó mình bấm vào cái bản đồ này. Rồi sau đó các bạn bấm vào chia sẻ. Bấm vào nút chia sẻ. Rồi các bạn bấm vào cái tab là nhúng bản đồ. Rồi bấm sao chép. Sao chép HTML. Rồi sau đó mình qua cái này, mình trở về cái web của mình. Rồi mình bấm vào cái này, mình chọn nó là văn bản. Văn bản không được thì các bạn bấm vào cái bạn tìm là HTML. Đó. Rồi mình bỏ nó vô, rồi mình bấm cập nhật. Rồi sau đó mình ra ở ngoài trang chủ mình coi thử được chưa. Đó, nó xuất hiện bản đồ đó với cái chấm đỏ là ở vị trí của cửa hàng của mình. Rồi ở phía bên này thì thường thì các bạn thường thì thấy những website người ta sẽ chèn một cái form liên hệ, một form liên hệ nhanh. Thì làm cách nào thì mình vào cái phần mình phải cài plugin là Contact Form 7. Mình vào plugin. Mình cài cái plugin Contact Form 7.
Rồi mình gõ là CF7. Nó không có cái plugin ở đây thì các bạn gõ là contact form 7. Rồi bấm cài đặt. Rồi các bạn bấm kích hoạt. À, mình mới cái tải nó về thôi, mình phải mở nó lên. Rồi mình thấy nó có cái form liên hệ này, mình bấm vào form liên hệ. Rồi sau đó mình tạo mới form. À, mình gõ là mình tạo cái tên nó là liên hệ nhanh. Rồi ở phía dưới này, ví dụ như ở phía dưới này nó có là mình bấm lưu. Rồi sau đó mình thấy nó có cái shortcut này này. À, mình copy cái shortcut này. À, mình boy mình kéo qua hết rồi mình kéo mình sẽ kết mình vào giao diện mình vào widget. Rồi mình vào widget 3 này. Mình bấm vào tương tự vậy mình tạo tiêu đề. Mình gọi là liên hệ nhanh. Liên hệ nhanh. Đó. Rồi sau đó mình bấm vào cái này. Rồi mình bấm vào văn bản. Rồi mình bỏ cái shortcut này vô. Đó, rồi mình bấm cập nhật. Nó tự nó nhận biết cái website mình tự nhận biết nó là contact form 7 luôn. Nên không sao hết, mình cứ bỏ vô là được rồi. Rồi mình sau đó mình ra ở ngoài website mình coi thử. Rồi mình kéo xuống phía dưới, đó. Nó lấy được nó sẽ khách hàng họ vào website mình thì họ sẽ muốn liên hệ nhanh thì họ điền vào cái mẫu này rồi họ bấm gửi đó, họ bấm gửi thì bây giờ bấm gửi thì nó không gửi được ha. Thì website mình sau khi bấm đỡ mà làm cho cái form này nó hoạt động á thì bắt buộc các bạn phải cài một cái plugin khác nữa, là plugin nó chức năng là gửi email, là khi đó ai ai đó họ điền vào cái form đó thì nó sẽ tự động nó gửi email cho các bạn. Nó gửi email về cho bạn, nó báo cho các bạn biết là khách hàng này, tên ABC đó họ cần cái dịch vụ hay sản phẩm gì đó thì các bạn liên hệ lại với họ, các bạn cài mới. Ví dụ giờ các bạn đang cần thiết kế website thì các bạn cứ liên hệ mình nha, ở số điện thoại phía dưới video á, hoặc là truy cập website của mình. À, các bạn gõ cái từ khóa là SMTB. Rồi các bạn cài cái plugin này ha. Nhớ là plugin nó có cái màu này ha. Nhớ chính xác plugin có màu này. Thì những plugin khác thì nó vẫn được hết, nó vẫn giống nhau hết. Nhưng mà mình thì mình dùng quen cái này rồi. Còn các bạn có thể tự tự cài những plugin khác nó giống nhau hết. Rồi bấm kích hoạt. Rồi nó sẽ xuất hiện cái này, nó sẽ xuất hiện cái menu là SMTP này ha. Thì đỡ cấu hình nó đó thì các bạn phải lên trên mạng gõ là các bạn là mật khẩu ứng dụng, gõ tìm mật khẩu ứng dụng ở trên mạng á. Rồi các bạn sẽ gõ vào cái đường link của Google. Các bạn sẽ đi vào đường link Google, không được đi vào đường link của những cái trang web khác. Đường link Google đây. Rồi, sau đó các bạn bấm vào cái nút ba chấm này. Ha, xin lỗi các bạn là các bạn bấm vào cái phần mà tạo và sử dụng mật khẩu ứng dụng này các bạn ạ. Tài khoản Google, bấm vào tài khoản Google. Đó. Rồi, như mình thì mình đã khi mà các bạn tạo cái mật khẩu ứng dụng này thì người ta yêu cầu là mở mở cái chức năng bảo mật lên thì các bạn thực hiện theo hướng dẫn của Google để mở cái chức năng bảo mật lên,
Còn mình thì mình đã mở rồi, cho nên mình sẽ không thể hướng dẫn các bạn trong cái bước này được. Thì sau khi các bạn làm theo hướng dẫn của Google thì các bạn cũng có cái giao diện giống như mình. Thì các bạn sẽ bấm vào, các bạn kéo xuống phía dưới này, các bạn bấm vào bảo mật ha. Rồi các bạn kéo xuống phía dưới này nó có cái mật khẩu ứng dụng. Rồi các bạn bấm vào mật khẩu ứng dụng. Rồi nếu mà nó đòi hỏi đăng nhập lại á, thì các bạn bấm tiếp tục tiếp theo. Rồi ở đây nó xuất hiện cái giao diện là mật khẩu ứng dụng. Đây hiện tại là mình đã tạo ra một cái mật khẩu ứng dụng rồi. Rồi mình sẽ, thường thì các bạn chưa tạo thì các bạn sẽ không có cái khúc này đâu. Giờ mình là mình tạo rồi thì mình có, nên các bạn cứ bỏ qua không sao cả. Các bạn cứ làm theo bước của mình. Hướng dẫn của mình là các bạn chọn ứng dụng, các bạn chọn là thư. Rồi cái này các bạn chọn là máy tính dùng Windows. Rồi các bạn bấm tạo. Ha. Rồi sau đó các bạn bấm copy cái đoạn này. Copy cái mã này. Các bạn vào cái SMTP vừa mới làm này. Các bạn bỏ cái mật khẩu hồi nãy mới copy cái đoạn vàng vàng đó, bỏ ở đây. Rồi, tên người dùng chính là cái email, chính là cái email mà các bạn đăng nhập ở trên cái trình duyệt Chrome này ha. Chính là cái email này. Rồi copy nó bỏ ở đây. Rồi, trên này cũng chính là email đó luôn. Còn từ tên á thì các bạn nên điền nó là website, website của mình. Cái tên gì cũng được hết á, không sao hết. Nó viết có dấu hoặc là viết dấu cách gì cũng được hết. Hay là mình để cái tên là website của mình. Website của mình này ha. Rồi, máy chủ SMTP thì các bạn gõ là smtp.gmail.com ha. Rồi bấm SSL. Chọn SSL. Rồi cái cổng là 465. Rồi các bạn bấm lưu ha. Sau khi các bạn bấm lưu á, bấm lưu xong á thì các bạn biết sao không? Do là mình đang sử dụng trên cái localhost, cho nên cái chức năng gửi mail nó không cho phép. Khi mà các bạn sử dụng một cái domain và có máy chủ thì cái chức năng này nó sẽ cho phép. Thì mình sẽ lấy một website của mình. Đỡ mình ví dụ cho các bạn xem. Đây là website của mình ha. Rồi các bạn bấm bấm đăng nhập đây. Ha. Mà cũng xin về lại với các bạn là khi các bạn bấm xong như này rồi, các bạn bấm lưu ha. Các bạn nhớ bấm lưu, như vậy là đã xong rồi. Các bạn bấm lưu như vậy là chức năng này đã xong rồi. Thì lúc này cái form liên hệ, thì lúc này cái form liên hệ phía dưới này nó đã hoạt động rồi. Ai đó họ gửi những thông tin này, nó sẽ báo về cái email này này, cái email ở tại vị trí này này, cái form liên hệ sửa liên hệ nhanh này, thì nó sẽ gửi về cái email này. Hiện tại là nó lấy cái email của admin. Cái email của admin là email nào? Là cái email ở trong cái cài đặt tổng quan này. Là nó gửi tới cái email này này. Ha, đây là cái email admin này. Ai đó họ gửi thông tin liên hệ trong cái form này thì nó sẽ gửi về cái địa chỉ email này. Nếu mà các bạn không muốn gửi tới email này á, admin này, thì các bạn phải vô cái phần này các bạn sửa. Các bạn vô liên hệ nhanh. Đó, cấu hình mail, các bạn điền email của mình. Đó, các bạn bỏ vô. Ví dụ như các bạn mình thì mình không có email nào khác hết. Cho nên mình copy tạm email này mình bỏ vô đây. Rồi sau đó các bạn bấm lưu lại. Thì những cái thông tin mà khách hàng họ điền ở đây, họ gửi, thì nó sẽ gửi cái nội dung tới cái địa chỉ của bạn. Thì mình sẽ lấy một website của mình thử mình gửi nha. Mình gửi, mình bấm liên hệ. Đây nó cũng là một form này. Ví dụ mình tên là Đặng Anh Tú này. Tên Tú này ha. Email là tu@gmail.com. Rồi cái tiêu đề này ha. Rồi nội dung này. Rồi mình bấm gửi. Rồi nó báo là gửi thành công rồi này. Mình quay lại email mình coi thử nó có thành công hay không. Đó, đây, nó gửi về email của mình rồi này, cái website của mình á. Đó, nó gửi với cái tiêu đề là cái người gửi là tên Tú này, cái tiêu đề là tiêu tiêu đề này, cái nội dung là nội dung này đó. Thì đây là mình ví dụ thôi, còn nếu khách hàng họ cần mua sản phẩm hoặc là cần thuê mướn dịch vụ của mình á thì họ sẽ điền ví dụ những cái thông tin gì đó, số điện thoại gì đó, các bạn gọi lại liên hệ với người ta.
Đó, thì ok, cái video này mình muốn dừng lại ở 25 phút thôi. Thành ra các bạn ủng hộ mình bằng cách là bấm theo dõi kênh, bấm nếu mà có vấn đề gì không hiểu thì cứ bình luận ở phía dưới video. Còn các bạn cần cái dịch vụ thiết kế website thì các bạn cứ liên hệ với mình theo số điện thoại, mình sẽ tư vấn báo giá thiết kế website cho. Ok, xin chào tạm biệt các bạn.